Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Ở video này thì em giới thiệu cho bác mẫu Crocat Sup 45 SCW 5000 CQD. Mẫu này thì tương đương size 12 14 nghìn được. Đấy. Thì mẫu này thì cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam anh em nhé. Đấy. Và những cái bản này đa phần là bản dành thôi cho thị trường châu Âu anh em, cho thị trường châu Âu đây. Đây Margin Việt Nam này, sản xuất tại Việt Nam. Và nó bán ở các thị trường sau. Đấy, thị trường Tokyo Nhật này. USA Mỹ này. Thị trường Oceania này. Scotland này, Pháp này, Phanh này, Pháp này, Germany này, Đức này và Italia. Đấy. Thì con này cũng giống như con Sup 35 ấy, thì nó sử dụng 4 công nghệ cơ bản trên dòng máy này gồm có Aeroto, Digger, Slow. Crowap và QD. Tốc độ con này thì khá là lớn đấy. Tiêu chuẩn động là 4.9/1, trọng lượng là 610g. Tải max là 15 kg, bò chết anh em ạ. Tốc độ tư dây là 104 cm. Đấy. Sử 3 bạc đạn. Và giá của em này giá là 2.200.000. Cũng thuộc phân khúc tầm trung so với các mẫu Crowcat. 2.200.000 nhé. Đấy. Hộp thì nó màu xanh. Còn về máy nhé. Về máy thì em quan sát này. Cũng giống như mẫu 35. Thì mẫu này cũng thừa hưởng các màu sắc rất đặc trưng của phiên bản 2020-2021. Đó là màu trắng bạc kết hợp với lại màu trắng kim loại. Anh em nhìn này. Và đặc biệt anh em quan sát này. Mẫu này thì anh em nhìn nó giống mẫu gì không? Rất giống mẫu 3 size phải không? Đấy, rất giống mẫu 3 size trên dòng máy cao cấp của Daiwa. Con này thì giống như một dòng phiên bản thu nhỏ lại. Đấy. Gọi tối giản hóa của những dòng cao cấp. Đó thiết kế thân máy thuôn dài. Đấy, đuôi máy nhọn. Đấy, anh em đuôi máy nhọn. Anh em nhìn kể cả cái thiết kế cạnh bo viền bên này. Nhìn cách thiết kế này. Không khác gì với những dòng mẫu máy cao cấp à. Đấy. Mỗi tội là mức độ tinh tế thì nó không được như những con cao cấp rồi. Những con cao cấp thì các bác nên nhớ là bản của nó rẻ nhất là cũng 10 triệu rưỡi đến 20-30 triệu. Đấy. Thì cái cối của nó này, cối của nó rất là dài và lông các bác nhé, cối dài này. Đấy. Anh em nhìn này, cái cối rất là dài, form dài, lông. Nói chung là về với mức độ 2.200.000 thì cái mức độ hoàn thiện như này là quá ok rồi. Không thể nào đòi hỏi hơn được nữa. Hình thức thì là khá là đẹp, bắt mắt. Và đặc biệt trong cái những phiên bản này thì Daiwa không in đấy, xuất xứ trên chân máy mà chỉ để mỗi logo trên đây. Đấy. Kèm một cái tem này, mã này. Tem mã hàng này và tem phân phối nhập khẩu, xuất xứ phân phối nhập khẩu này ở trên thân máy. Đây, anh em nhìn này, tên hàng gồm quay cước, mục đích sử dụng câu cá, xuất xứ Việt Nam, nhập khẩu phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam, có mã số thuế và địa chỉ cụ thể. Đấy, về mẫu máy này thì cầm thì khá là đầm tay.
và cước 0,35 thì là vào được 300 m, 300 m. Cái này anh em đánh xa bờ, săn hàng, đánh dù hay đánh cước đều được, nó rất là thoát. Đấy. Và dòng này thì đều tích hợp xả nhanh hết anh em nhé. Đấy. Đấy. Đều tích hợp xả nhanh. Và phía bên trong máy này, em tháo cho anh em xem luôn. Đây. Đây là cái nắp khóa máy trên đầu này. Đây là cái lô máy này anh em này. Mức độ hoàn thiện rất là cao luôn đấy. Các bạn nhìn bên trong này đều tiện CNC và phủ mạ chrome, mạ chrome hết này anh em. Đấy, mức độ hoàn thiện rất cao luôn. Còn đây là vòng chống rối cước này. Trục máy khá là lớn. À, trục máy khá là lớn luôn. Và những cái thiết kế này giống như là trên những dòng cao cấp này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này, thiết kế giống như trên những mẫu máy cao cấp của Daiwa. Gần như là những cái motif hay là những cái hình thức gọi ưu ái ở trên những dòng máy cao cấp, dần dần bên Daiwa nó chuyển dần xuống cho những mẫu trung cấp. Để chúng ta thấy ở những cái mẫu trung cấp này chúng ta cũng thấy được mức độ hoàn thiện cao của Daiwa. Và riêng thằng Daiwa thì nó có sự cải thiện rất nhiều trong những dòng mẫu máy cối lông, không như là thằng Shimano. Shimano thì nó gần như nó không 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 cải tiến mấy. Shimano thì chủ yếu nó tập trung vào những dòng máy cối sâu nhiều hơn. Đấy. Cảm giác như là Shimano nó thiên về cối sâu, chứ nó không không quá tập trung nhiều vào những dòng cối lông, và những cái đường nét cơ bản của những dòng cối lông thì nó không có gì thay đổi cả. Bạn nào có nhu cầu mẫu máy này thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.